Dạ, thì bây giờ em đã đi đến được chùa Sâm Rông Ét rồi các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn biết là chùa Sâm Rông Ét của chúng ta là một ngôi chùa nằm kế ao Bờ Om. Thì nói đến ao Bờ Om thì cô chú anh chị và các bạn biết là một trong những cái nơi du lịch tâm linh, phi vật thể ở thành phố Trà Vinh chúng ta. Thì đây cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy mé bên tay trái của em là một ngôi chùa, chính là chùa Ân, là một trong những chùa khá nổi tiếng tại ao Bờ Om này. Thì trong tháng 3 này em nhắc lại cô chú anh chị và các bạn biết là đầu tiên là chùa Tạm Ơn làm lễ kết giới Sima, cái tiếp đó là chùa Lục Phi ở Gò Quao Kiên Giang, và cái tiếp nữa chính là chùa Sông Rông Ét được tổ chức lễ kết giới Sima vào ngày 24-25 tháng 3 dương lịch, và cuối cùng đó chính là chùa ở Hậu Giang là chùa Chính Ngàn các bạn. Thì ngày hôm nay em đi đến thành phố Trà Vinh mình để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh tại chùa Sông Rông Ét mọi người tổ chức lễ kết giới Sima như thế nào. Đây là một ngôi chùa khá là đặc biệt các bạn, vào dịp lễ hàng năm là lễ Ấp Bông Bốc. Thì đây là một ngôi chùa có thẻ lồng đèn gió, là một trong những hình ảnh nền văn hóa đặc trưng của văn hóa dân tộc Khmer mà còn sót lại. Ở đây có rất là ngôi chùa, có nhiều cái chùa các bạn, nhưng mà đặc biệt là ở Sâm Rông Ét thì hàng năm sẽ tổ chức thả đèn gió rất là đặc biệt luôn. Và rồi em có quay cho cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Thì trước khi mình đi đến chùa Sâm Rông Ét thì em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng với em tham quan đôi nét tại ao bơm của chúng ta. Tại sao đây là một trong những cái ao mà được mọi người đồn thổi khi nét đến thành phố Trà Vinh? Thì đây để em quay sơ lược cho cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Khi cô chú đặt chân đến Trà Vinh thì không thể nào bỏ sót được một cái nơi rất là đẹp như thế này. Rồi thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em di chuyển dòng một ao Bờ Om để xem được tổng quan khuôn viên cũng như là nét đẹp còn giữ lại tại thành phố Trà Vinh. Sau đó mình sẽ cùng di chuyển đến chùa Sâm Rông Ét. Em xin mời. Thì bình thường ở ao Bờ Om chúng ta các bạn, thì vào lễ Ốc Bông Bốc hoặc là những đại lễ lớn của văn hóa dân tộc Khmer thì mọi người sẽ tập kết tại ao Bờ Om này để làm lễ, đặc biệt là múa tranh. Thì ở khu vực này thiêu nước tương vàng, và đồng thời thì giữa phái nam và phái nữ đang tranh chấp với nhau là không biết bên nào phải đi hỏi cưới bên nào, đang rất là hoang mang. Cho nên thì cái cuộc thi này đã diễn ra để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Và cuộc thi này bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay đến sáng ngày hôm sau, nghĩa là khi xong ban bọc thì hai bên phải dừng tay. Ao nữ thì được đào ở phía đông và bên đây do người đứng đầu chuyển nhóm là bà Om. Còn ao nam thì đào ở phía tây, cách ao nữ khoảng 2 cây số, người đứng đầu tên là ông Luyện. Trong quá trình đào thì bà Om đứng đầu nghĩ rằng là nếu mà mình tiếp tục đào như thế này sẽ rất khó để mà đạt thông, cho nên là chúng ta phải ké thôi. Và bà phải cho một người chặt một cây ké, chặt một cây tre cao. Trên cái ngọn tre đó có treo một cái ngọn đèn để từ xa xa người đàn ông cứ hiểu nhầm rằng là sao mai mọc, thì bên đó nghỉ tay, cái sao mai mọc thì nghỉ tay thôi. Còn bên đây người ta cứ tiếp tục đào đào như thế này đến sáng ngày hôm sau thì kết quả sao rộng một cờ sông như thế này. Mà từ đó thì đàn ông hơn, cho nên là đàn ông phải đi cưới người phụ nữ. Và đây cũng là cái câu chuyện mà kể về tục người đàn ông đi cưới người phụ nữ của người Khmer là như thế ạ. Dạ, còn ở đặc biệt thì trên bờ của ao bà Om, như anh chị thấy ạ, ở đây có những cây cổ thụ mà nhô lên, những cái bộ rễ của nó rất là đẹp. Bởi vì những cái cây này đã tồn tại hàng ngàn năm, hàng trăm năm rồi ạ, hàng trăm năm, nhô lên những cái bộ rễ rất là đẹp, có những cái hình thù kỳ quái khác nhau. Và đặc biệt thì không gian của ao Bà Om rất là thoáng mát, đây cũng là địa điểm lý tưởng để cho những du khách đang cuối tuần, cho nên ngày thứ bảy chủ nhật thì thu hút rất là nhiều du khách đến đây để mà hòa mình vào với thiên nhiên. Dạ, bây giờ thì em có thể mời quý đoàn của mình có thể là chụp hình tự do, sau đó thì mình sẽ tiếp tục qua ao, qua bảo tàng ạ. Dạ, thì vừa rồi cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu được sự tích là tại sao hình thành tại ao Bà Om, đặc biệt tại thành phố Trà Vinh của chúng ta. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em tham quan tiếp
chùa Sông Rồng Mét cặp tại Ao Bờ Âm, thành phố Trà Vinh. Em xin mời. Vậy là ngày 24, 25, 26 hả Biên? 24, 25, 6 tháng 3. Rồi, đi. Dạ, thì bây giờ em đã đi đến được ngôi chùa khá là đặc biệt tại thành phố Trà Vinh. Thì nhắc đến Trà Vinh, chùa Sông Rồng Mét thì chắc có lẽ là cô chú nào cũng phải biết à. Thì cô chú anh chị và các bạn cùng em ra bên ngoài cũng như là đi đến những cái đoạn đường mà để thông báo cho cô chú vận chuyển cũng như là dễ di chuyển đến đây trong những ngày đại lễ sắp đến. Em xin mời. Dạ, thì từ vị trí này cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy được chùa Sông Rồng Mét với một cái cổng khá là hoành tráng là các bạn, để giới thiệu đường cho cô chú anh chị và các bạn về đi cúng viếng nha. Đây, đường này cô chú anh chị và các bạn đi về thành phố Cần Thơ, Sài Gòn. Chùa nằm phía trước lộ 53 luôn các bạn. Và đây, đường này cô chú anh chị và các bạn có thể đi về được Tiểu Cần. Và tôi ôm dùng xiến đó cô chú anh chị và các bạn đi về thành phố Trà Vinh. Đây, một cái đường khá là đặc biệt các bạn, rất là dễ đi luôn, thông thoáng rộng. Rồi thì bây giờ em mời cô chú cùng với em vào bên trong tham quan nha. Thì với sự thông báo của mọi người và em hỏi các sư ở bên trong, thì mọi người cho hay là ngày 24, 25, 26 tháng 3 dương lịch thì ngôi chùa chúng tôi tổ chức lễ kết giới Sima. Các bạn, từ bên ngoài cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy một cái hàng chữ đó là Wat Sam Romet, được tọa lạc tại thành phố Trà Vinh. Và đây là phần bên trong cổng nè các bạn. Thì đây là một ngôi chùa vào lễ Ốc Bom Bóc hàng năm. Ở đây có tổ chức thả đèn gió các bạn. Thì rồi em có quay cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem những cái đoạn phát trực tiếp vào buổi tối vào ngày 15 của lễ hội Ốc Bom Bóc. Thì lúc đó là ngôi chùa chúng ta đã chưa có xong các bạn. Giờ hôm nay thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy cổng hoa văn rất là đẹp rồi. Chờ đến ngày thôi các bạn. Thì ở bên trong em thấy mọi người cũng chuẩn bị dựng những cái liều trại và những cái khán đài xong hết rồi. Em mời cô chú vào tham quan đôi nét để mọi người chuẩn bị như thế nào cho buổi lễ kết giới Sima tại chùa Sông Rồng Mét, thành phố Trà Vinh. Một tí nữa em sẽ dùng playcam bay lên cao cho cô chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thể hiểu được ngôi chùa nằm tại thành phố Trà Vinh đẹp như thế nào. Thì đây cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy những cái cột đèn các bạn cũng rất là đẹp luôn nè. Nếu màu sơn chủ đạo là trắng, nhũ, đỏ. Rồi thì bây giờ mời cô chú vào tham quan nha. Đây các bạn, đây cô chú nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị những cái bãi đất nè, tổ chức lễ. Còn đây là những cái khán đài đang được dựng lên hết rồi nè các bạn. Em quay từ từ cho cô chú xem vẻ đẹp tuyệt vời của chùa Sông Rồng Mét nha. Đây cô chú nhìn thấy những cái cột đèn thôi mà cũng rất là đẹp luôn nè các bạn. Và đây chính là cũng một cái tháp các bạn, với những hoa văn khá là đặc trưng của văn hóa dân tộc Khmer. Và còn đây chính là phần cột cờ mà mọi người đang trang điểm dần vào khâu hoàn tất. Xa xa bên kia thì cô chú có thể là nhìn thấy những khán đài đã làm xong hết rồi các bạn. Chờ đến ngày thôi. Chỉ còn một ít hàng mục thôi. Mọi người đang cố gắng cho nó xong. Dạ. Dạ.
Để cô chú nhìn thấy những bạn nữ của chúng ta đang lau chùi dọn dẹp nè các bạn. Để em tiến gần sâu hơn lên chánh điện để trò chuyện cũng như là quay khu khuôn viên chánh điện cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Sau đó em sẽ tham quan vòng vòng. Thì ở đây cô chú nhìn thấy các anh các chú cũng đang dựng liệp trại, những cái gạp trại nè các bạn. Đây nhưng quay phục vụ cho đại lễ. Cái này mình che những cái này để phục vụ cho đại lễ đó anh. Ồ, hoành tráng quá. Bữa nay mà mới bữa nay thôi mà em thấy quá hoành tráng rồi. Dạ em đến thông báo cho mọi người biết để cô chú biết được chùa mình chuẩn bị tổ chức lễ nhà ngày nào. Để cô chú đi. Cắt rạp. Thì bây giờ mời cô chú tiến bằng lên trên nha. Rồi thì bây giờ mời cô chú cùng tham quan bên trên chánh điện nha. Em thấy bên trong là bằng gỗ quý các bạn. Toàn bộ là bằng gỗ rất là nhiều. Đây. Đây là phần hành lang mà các thiếu nữ của chúng ta, các cô nữ đang lau chùi dọn dẹp để tiến dần đến khâu chuẩn bị. Đây là phần bên trong của ngôi chùa nè các bạn. Đây. Cô chú nhìn thấy toàn bộ là bằng gỗ các bạn, ấp bằng gỗ hết. Ở dưới thì cô chú nhìn thấy gạch men như thế này nè, gạch đá không nè. Quá đẹp luôn rồi các bạn ơi. Mỗi một ngôi chùa có một cái cách làm lễ và bố trí chánh điện khác nhau. Như ở Tàm Ơn thì cô chú nhìn thấy rất là đẹp. Đặc biệt là tượng bằng đá các bạn, ngọc đó, bạch ngọc. Ở đây thì toàn bộ là bằng gỗ. 95% là bằng gỗ các bạn, có thể là bê tông giả gỗ luôn nữa. Đây, cô chú nhìn thấy ở dưới là biểu tượng đền Angkor Wat. Để em quay xa xa cho cô chú xem nha. Và đây là những cái lỗ Sima các bạn. Thì một ngôi chùa nào cũng vậy các bạn, làm là cái lễ cấp giới Sima thì có 9 cái lỗ. Ở đây em thấy là phía chính điện là 3 lỗ các bạn. Và kế tiếp đây một lỗ. Và xa xa phía sau này có thêm là 5 lỗ nữa. Đây, mọi người đang bố trí để làm những cái lỗ Sima cho kịp trong những ngày khánh thành cấp giới Sima. Còn xa xa đó chính là đền Angkor Wat đó các bạn. Quá đẹp luôn. Đây là nơi chính điện. Thòng lọng cũng là bằng gỗ luôn các bạn. Và dạ đây. Cửa sổ. Nói chung là 80% là bằng gỗ các bạn. Quá đẹp luôn, em muốn quay tỉ mỉ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Ở bên trên thì lợp ngói nha, cắt như những ngôi chùa khác. Thì mọi người đổ bê tông, rồi đổ trần. Còn cái này thì lợp ngói các bạn, vui mè cũng bằng gối, bằng cây, rồi lợp ngói lên hết. Đây là mé bên tay trái của em đây, cô chú nhìn thấy rất là đẹp phải không ạ? Dạ, để em quay lại lên nóc cho cô chú anh chị và các bạn có thể chiêm ngưỡng được ngôi chùa của chúng ta trọn vẹn vẻ đẹp như thế nào. Ở bên trên lao phong thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ là bằng gỗ nha các bạn. Ở phía dưới em là 9 cái lỗ Sima. Còn bên trên là như thế này. Khá là đẹp luôn. Rồi thì bây giờ mình để hiểu hơn về văn hóa dân tộc Khmer cũng như là tại Trà Vinh nói riêng và đất nước Việt Nam chúng ta, mọi người sinh sống nói chung. Thì mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với em, cùng với mọi người, cùng với đoàn người này để xem và tìm hiểu về nét sống văn hóa và cũng như những điệu múa khá là tuyệt vời của văn hóa dân tộc Khmer. Xin mời. Oh,
Khi nói đến dân tộc Khmer thì nói đến một nền văn hóa không thể đa dạng và đa bản sắc. Nhằm để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer, các cấp lãnh đạo đảng ngoài nhà nước đã cho xây dựng bảo tàng. Và bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 1992, hoàn thành cuối năm 1996. Và trong thời gian một năm 1996, chúng tôi đi sưu tầm hiện vật để về trưng bày phục vụ các tham quan. Ô trời ơi, cái gì? Qua đúng không? Và hồ số 5, em xin mời các có phòng ngủ ở hai bên vách như thế này và một phòng từng dành riêng cho những con gái trong gia đình.
Bởi vì trong gia đình người Khmer người ta rất là thương chiều, không chàng mỗi đâu cũng được, rất là dễ. Và trong không gian nhà kho cụ để mà tắt nước như là có chiếc gào sồng, chiếc gào mai, chiếc gào sồng, chiếc gào mai để tắt nước. Và người ta cũng có thể sử dụng chiếc sao gạt nước, sử dụng chiếc sao gạt nước để lấy nước từ ruộng này qua ruộng bên cạnh. Tay là cái ngọc cấy để cây lúa, và khi đến thời gian thu hoạch thì lúa trong số bộ được lúa. Còn bà sơ nghe cũng đã tăng ngang, dùng của đã tăng ngang, của đã là đêm sơ. Và cái sơ đêm sơ lên đây như là có các xà nghe, xà nghe để xúc tôm nét. Truyền thống của văn hóa dân tộc Khmer nha các bạn. Sẽ có mua chuột,
tượng thiên nhiên để người ta làm theo. Cho nên nói đầu tiên thì tay đồng tay thì người ta sẽ lưu ý thế này, tay là những chỉ mốt, từ chỉ mốt cơ bản. Đồng tay, sau đó thì tay mọc lên, tay mọc lên và bắt đầu là tay hồng, tay lá và bảo hoa. Sau đó thì tay trái và trái bắt đầu hướng xuống. Dạ, đây là những chỉ mốt cơ bản. Tuy nhiên thì khi mà người ta bắt đầu múa thì sẽ có những cái nghĩa khác nhau. Ví dụ em nói là em thì sẽ múa như thế này, em thương sẽ như thế này, và các chị thì em sẽ như thế này, như thế này. Em thương các chị là em thương bạn, tôi thích bạn như thế này. Và bây giờ dẫn thì người ta sẽ giống chân lên để thể hiện cái hướng dẫn của họ. Và qua môn ngủ thì như thế này, môn ngủ hay quá. Cảm ơn biết chị. Bây giờ thì biết chị với mình có thể xuống dưới để mình tiếp tục mình lắng nghe những cái bài nhạc ở phía dưới ạ. Em xin mời biết chị xuống dưới ạ. Dạ, thì ngày hôm nay em cũng rất là may mắn các bạn được tham quan và cũng như đi đến viện bảo tàng của Khmer Trà Vinh, và đặc biệt là để thông báo cho cô chú anh chị và các bạn xem một ngôi chùa gần ao Bà Ôm, đó là chùa Sông Hồng Ết, chuẩn bị lễ kết giới Chi Ma. Thì em vô tình hiểu thêm được điệu múa của Sarabong, của văn hóa dân tộc Khmer. Mỗi một cử chỉ, mỗi một nhịp động là một biểu hình tượng trưng chiều tượng như thế nào, như là mình kề tay là ngủ hoặc là giận hờn là như thế nào. Rất là đặc biệt phải không à? Một điệu múa mà biểu hiện ra hết được những nỗi lòng của mọi người các bạn. Rồi thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan tiếp nha. Biên là người Khmer mà trước giờ biết được điệu múa của Sarabong là mỗi một cử chỉ, mỗi người nhất động của mọi người là ý nghĩa như thế nào Biên? Hôm nay mới biết đúng không? Hôm nay nói chung mình cũng rất là đặc biệt, có nhân viên khi đến quay thông báo chùa Samrong Es ở thành phố Trà Vinh cho cô chú xem, và mình có thể hiểu được ý nghĩa của văn hóa dân tộc Khmer, có thể hiểu gần khoảng cả 80% đâu đó Biên. Dạ, vậy đây chính là đoàn du khách ở nước ngoài các bạn. Yeah, and sit down. Hello, nice to meet you. Hello. Dạ, thì đây là một ngôi chùa mà hàng năm vào lễ hội Ốc Ông Bốc các bạn. Thì ở đây mọi người thông thường tổ chức thả đèn gió tại đây rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây còn rất là nhiều cây cổ thụ lớn các bạn. Thì đây là đôi nét em gửi đến cho tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem, để cả nhà mình hiểu được lễ kết giới Chi Ma tại chùa Samrong Es, thành phố Trà Vinh được tổ chức như thế nào. Thì chắc có lẽ là em cũng sẽ kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Cái này mình làm công hả chị? Mình làm công hả? Hay là mình làm công quả? Cái này mình dọn dẹp chuẩn bị cho lễ đấy ha.